Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực chờ sinh của bệnh viện để chuẩn bị đồng hành cùng mẹ bầu Nguyễn Hồng Nhung trong hành trình đi sinh. Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp để động viên tinh thần và chung vui khoảnh khắc đón bé yêu cùng gia đình chị Nhung quý vị nhé. Ngay bây giờ đây, các công tác chuẩn bị cho ca sinh của chị Nhung đang được khẩn trương hoàn tất. Sau khi điều dưỡng hoàn tất thực hiện gắn các điện cực, theo dõi chỉ số nhịp tim, huyết áp, chị Nhung sẽ được bác sĩ gây tê tiến hành gây tê tủy sống các bạn ạ. Được biết thì đây là lần đón bé thứ hai của chị Nhung rồi, thai đang ở 39 tuần. Ở lần sinh trước thì chị cũng vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ, và lần sinh tiếp theo này thì tình trạng sức khỏe của chị cũng như là thai nhi không đảm bảo để sinh thường được nên chị đã chọn sinh mổ. Do thai nhi đang trong tình trạng theo dõi hở van ba lá, và đây có thể là một bệnh lý tim bẩm sinh hoặc xảy ra do các bệnh lý khác làm tổn thương van tim ba lá. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để có thể cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về tình trạng hở van ba lá mà thai nhi đang gặp phải quý vị nhé. Phụ trách sinh mổ cho chị Hồng Nhung ngày hôm nay là ekip của bác sĩ Nguyễn Văn Hà, phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác sĩ Hà là người dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực sản phụ khoa, chuyên thực hiện mổ đẻ, khám và điều trị, thực hiện các thủ thuật liên quan đến các bệnh lý sản phụ khoa. Bác sĩ Hà luôn dành hết tâm và công sức cống hiến với nghề, không quản khó khăn, hết lòng vì bệnh nhân, sẵn sàng xử lý những ca sinh khó, lắng nghe mọi tâm tư và nguyện vọng của mẹ bầu. Cũng chính bởi kiến thức chuyên môn sâu rộng, tình yêu nghề và sự tận tụy, hết lòng về mẹ bầu và em bé mà bác sĩ Hà luôn được các mẹ bầu yêu mến và tin tưởng lựa chọn khi thăm khám và sinh con đấy. Và tại phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều của Thu Cúc TCI thì toàn bộ hệ thống máy móc và trang thiết bị đều rất hiện đại và đầy đủ, sẵn sàng để đáp ứng mọi yêu cầu của ca sinh, nên là các mẹ bầu hãy yên tâm gửi gắm hành trình đón bé của mình tại Thu Cúc TCI nhé. Thưa quý vị, trường hợp của mẹ bầu Hồng Nhung gặp phải là thai nhi hở van ba lá đang được theo dõi, và đây là tình trạng suy giảm chức năng van ba lá xảy ra khi van không đóng kín, dẫn đến hiện tượng máu chảy ngược vào tâm nhĩ phải sau khi tâm nhĩ phải đã bơm máu xuống cuống tâm thất phải. Và nếu bệnh nhân không được theo dõi cũng như là chữa trị đúng cách thì mức độ hở van ba lá có thể gia tăng và gây suy chức năng tâm thất phải, và tiếp theo đó là suy tim toàn bộ. Mức độ hở van ba lá được phân chia thành 4 cấp độ và tùy thuộc vào nặng nhẹ của tình trạng. Hở van ba lá 1/4, đây là mức độ nhẹ nhất và không cần điều trị. Ở mức độ nghiêm trọng hơn là hở van ba lá 2/4, hở van ba lá 3/4 và mức độ nặng nhất là hở van ba lá 4/4 với dấu hiệu nghiêm trọng. Nếu điều trị bằng thuốc không giảm triệu chứng, bác sĩ có thể xem xét phẫu thuật sửa chữa van tim hoặc thay van tim nhân tạo. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng hở van ba lá, trong đó phổ biến nhất là sự giãn nở tâm thất phải. Khi tâm thất phải phải làm việc nhiều hơn dẫn đến tăng kích thước và lực co bóp gây giãn buộc tim phải, điều này ảnh hưởng đến khả năng đóng mở của van ba lá. Hoặc cũng có thể liên quan đến các bệnh lý tim bẩm sinh như Epstein, loạn sản van ba lá, bệnh lý cành nhị thất. Và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, bệnh có thể đòi hỏi can thiệp y tế, thậm chí phẫu thuật để điều chỉnh hoặc thay thế van tim. Với tình trạng này thì em bé sau sinh chào đời sẽ cần khám sức khỏe và theo dõi một cách sát sao để xác định vấn đề cụ thể và hướng điều trị. Và em bé của chúng ta đã chính thức chào đời rồi các bạn ạ. Chúc mừng chị Hồng Nhung và gia đình đã chính thức đón thành viên mới. Các bác sĩ lúc này sẽ tiến hành kẹp dây rốn cho bé và trao bé cho cô điều dưỡng để thực hiện các bước tiếp theo. Em bé của chúng ta đang được đội ngũ điều dưỡng lau gây quanh người, quấn khăn giúp ổn định thân nhiệt. Và ngay sau đó thì bé sẽ được bác sĩ Nhi kiểm tra sức khỏe tổng quát để kịp thời phát hiện những bất thường nếu có. Trong mọi cuộc sinh tại Thu Cúc TCI sẽ luôn có bác sĩ Nhi túc trực để có thể kịp thời chăm sóc em bé từ những giây phút đầu đời, nhất là khi thai nhi được chẩn đoán có các vấn đề. Ví dụ như trường hợp em bé của chúng ta đang gặp phải thì việc kiểm tra sức khỏe ngay tại thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Và đây cũng là điều mà các mẹ bầu chia sẻ rằng vô cùng yêu thích khi gửi gắm cuộc sinh tại Thu Cúc TCI. Và quý vị theo dõi livestream hành trình đi sinh của Thu Cúc TCI đang có đoán được là em bé của chúng ta ngày hôm nay có số cân nặng là bao nhiêu không ạ?
Vâng, và em bé của mẹ Nhung nặng hơn 3,6 kg tính cả khăn quấn đấy các bạn ạ. Và đây cũng là mức cân nặng thuộc mức độ tiêu chuẩn đối với các bé sinh đủ tháng và là một sự khởi đầu tốt cho sự phát triển của con sau này đấy ạ. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại vào phòng sinh nhé. Ngay lúc này thì em bé sẽ tiếp tục được thực hiện bước ấp ra thiêng liêng với mẹ của mình. Và chắc hẳn là chị Nhung cũng đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất là lâu rồi đúng không ạ? Cũng trong lúc này thì các bác sĩ và ekip đang hoàn tất các khâu cuối cùng của ca mổ đấy các bạn ạ. Mẹ Nhung hiện tại thì đang rất hạnh phúc vì trải qua thời kỳ với thật nhiều những lo âu. Bây giờ thì chị đã được nhìn thấy con yêu khỏe mạnh chào đời rồi, được ôm ấp con. Và đối với bé thì thực hiện ra kể ra, ngay khi vừa sinh thì sẽ giúp giữ ấm cho bé bước đầu, làm quen với môi trường bên ngoài. Nhịp tim và nhịp thở thì cũng sẽ giúp bé ổn định hơn và nhiều lợi ích tuyệt vời khác cho bé nữa. Và đặc biệt đó là gắn kết tình cảm với mẹ ngay từ những giây phút đầu đời. Các bạn cũng có thể thấy là bây giờ thì bé ít quấy khóc hơn đúng không ạ? Và đến với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, mẹ sẽ được lưu lại những hình ảnh đi sinh đáng nhớ như thế này các mẹ nhé. Và khi các mẹ bầu đăng ký gói thai sản của Thu Cúc TCI có thể hoàn toàn yên tâm, đặt niềm tin khi vượt cạn tại Thu Cúc. Không chỉ có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều bệnh viện đầu ngành, phòng sinh với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, Thu Cúc TCI còn có rất nhiều dịch vụ và tiện ích tuyệt vời dành cho mẹ và bé. Trong thời gian lưu viện, mẹ sẽ được phục vụ tại giường các bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng, được lên bởi chuyên gia. Ngoài ra thì chế độ ngủ nghỉ của người nhà thì cũng được chuẩn bị sẵn rồi. Bất cứ lúc nào mẹ cần hỗ trợ, đội ngũ điều dưỡng của chúng tôi cũng sẽ có mặt 24/24. Và trong livestream ngày hôm nay thì nếu như mẹ bầu nào cũng đang có nhu cầu tư vấn về dịch vụ thai sản trọn gói thì hãy để lại comment ngay bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ mẹ nhanh nhất nhé. Hiện tại thì điều dưỡng của chúng tôi đang đọc các thông tin trên vòng định danh để mẹ Nhung xác nhận và vòng thì sẽ được đeo ở cổ tay của mẹ và cổ chân của em bé cho đến khi ra viện. Và như các bạn đang thấy là bằng việc áp dụng phương pháp giảm đau khi sinh thì sẽ mang đến cho mẹ cái trải nghiệm vượt cạn thật trọn vẹn, vẫn tỉnh táo và được thực hiện áp da cùng với con. Sau khi hoàn tất quá trình áp da với mẹ xong rồi thì em bé sẽ được mặc quần áo, đeo bao tay bao chân để chuẩn bị ra ngoài gặp bố đấy các bạn ạ. Và đối với các mẹ bầu khi đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, tất cả đồ đạc và đồ dùng cá nhân của mẹ và bé sẽ được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Mẹ không cần phải sửa soạn nhiều thứ từ nhà mang theo khi đi sinh. Thay vào đó, mẹ có thể yên tâm tận hưởng những ngày đầu con yêu chào đời và thoải mái trải nghiệm những dịch vụ tiện ích mà Thu Cúc TCI dành riêng cho mẹ nhé. Em bé của chúng ta rất ngoan và đáng yêu đúng không ạ? Với dịch vụ thai sản trọn gói tại TCI, em bé sẽ được hưởng vô vàn các dịch vụ hàng đầu như là bé được ra kể ra với bố mẹ, được chăm sóc sơ sinh đầy đủ bởi đội ngũ điều dưỡng phục vụ 24/24, được tiêm phòng các mũi tiêm đầu đời và còn được khám miễn phí trong vòng 3 tuần kể từ khi sinh đấy các bạn ạ. Và chúng ta hãy cùng ngắm nhìn em bé đáng yêu một lần nữa và đừng quên là để lại những lời chúc yêu thương đến bé các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tạm biệt mẹ để ra gặp bố nhé. Chắc hẳn là sau thời gian chờ đợi thì bây giờ bố cũng đang rất nóng lòng được gặp con yêu rồi đấy ạ. Bố và chị gái của bé thì có vẻ rất hạnh phúc khi em bé được sinh ra khỏe mạnh, đáng yêu. Đây cũng là khoảnh khắc rất ý nghĩa trong mỗi livestream hành trình đi sinh của Thu Cúc TCI. Và các bạn đang theo dõi thì hãy cùng chúng tôi gửi những lời chúc mừng đến gia đình anh chị nhé. Một lần nữa thì xin được chúc mừng gia đình chị Hồng Nhung đã chính thức chào đón một thành viên mới. Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình chị Nhung đã tin tưởng lựa chọn Thu Cúc TCI đồng hành trên chặng đường đón bé của mình.
Và khoảnh khắc hạnh phúc này cũng đã khép lại livestream của chúng tôi. Hy vọng là qua những số livestream của Thu Cúc TCI, các mẹ bầu sẽ có thêm hành trang, tự tin hơn khi vượt cạn tại Thu Cúc TCI. Mọi thắc mắc về dịch vụ thai sản trọn gói, bạn có thể để lại comment để được Thu Cúc TCI giải đáp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.